Hello anh em nhé, thì mình là Trai Đẹp đây. Thì video này thì mình sẽ cố gắng làm lại cái video về thủ thuật và về những thủ thuật nhé. Thì mình sẽ chơi như mọi ngày mình chơi luôn anh em nhé. Mình sẽ chơi như mọi ngày mình chơi cho anh em xem luôn. Đấy, chứ mình sẽ không chơi khác nữa anh em nhé. Rồi, coi một vòng quay vàng nhá. Ok. Đấy, thì Gen iWin thì không có cái gì bằng cái rồi anh em ạ. Về cái sự uy tín và cái giúp tiền nạp tiền này nhanh như nhau cả anh em nhé. Đấy. Cái lý do mà có nhiều người mà họ nạp tiền đấy, kiểu như họ nạp tiền mà họ không điềm cái gì nhỉ, cái gì nhỉ, lại quen nữa. À, cái nội dung ấy, cái nội dung nạp tiền không điềm thì là không được. Cái này thì không cần mình phải nói rồi anh em nhá. À, anh em sẽ tự tham khảo và tự hiểu. Cái thứ hai là anh em chơi không giúp tiền được. Thứ nhất là anh em tạo quá nhiều tài khoản anh em nhá. Thứ hai ấy là anh em liên kết số tài khoản ngân hàng sai. Thứ ba là anh em cược không hợp lệ anh em nhá. Ok. Thì chỉ có như này thôi. Còn thứ tư ấy thì có một kiểu là cái thứ tư anh em nhá. Ví dụ như bây giờ anh em tải cú link của mình. Đấy, anh em tải cú link của mình. Anh em không nạp tiền vào ấy. Anh em xin code, mình tặng code cho anh em. Anh em check cái code đó nó gần đủ, ví dụ như là đủ luôn đi và anh em không giúp. Anh em lại chơi lại thua đi ấy, lại thua hết số tiền code đó. Đấy thì anh em mà lại chia sẻ lên Facebook, lại chia sẻ lên Facebook lại được tiền, anh em lại chơi thì lại thắng thì anh em rút tiền. Đấy thì nó sẽ giống như này anh em nhá. Anh em sẽ tính như này cho mình đi trồng rau hay là đi trồng cây hoa quả cái gì đấy, mình phải mất tiền đi mua phân, đi bón phân cho nó thì nó mới sống được anh em nhá. Không có cái gì mà sống trên đời này là miễn phí 100% cả anh em nhá. Anh em hiểu cái này cho mình. Đấy, cho nên là anh em muốn ăn tiền của game, anh em tải, ví dụ như anh em tải cú link của mình nhá. Ok, anh em tải xong mình tặng cốc xong, anh em chơi lên là có thể là chơi lên 60.000 thôi anh em nhá, 60k thôi. Anh em cố gắng nhá, cố gắng nạp 30k vào. Vì sao mình lại khuyên anh em cố gắng nạp 30k vào? Thì cái lý do như này thôi, dễ hiểu thôi. Anh em nạp 30k vào. Đấy. Thì cái số 30k đó thì anh em chơi thì kể cả anh em có thua từ 30k đó nó lại xuống 60k thì anh em giúp được về thì anh em vẫn có lái anh em nhá. Anh em vẫn có lái mà. Anh em vẫn có lái số 20k đó anh em nhá. Anh em giúp được 60k, anh em giúp được 50k về, anh em vẫn có lái 20k. Ok chưa? Ôi rồi, nói chuyện cho anh em nhiều quá lại bịt rồi anh em ạ. Đấy. Thì không bao giờ có cái gì mà nó auto mà nó cho anh em thắng 100% cả nhá. Anh em thử tính đi. Tựa Gen iWin là nó vừa ra mắt được một thời gian cũng khá lâu này thôi nhá. Cái số người chơi này ví dụ như là có 1 triệu người chơi đi. Đấy, thì trong 999 người này đấy, thì có rất là nhiều người giúp được tiền rồi. Thì game nó ăn gì, đúng không? Ví dụ như mà trong 1 triệu người chơi này đấy, thì mỗi người nạp 1 triệu anh em nhá. Thì 1 triệu người thì được 1 tỷ. Thì được 1 tỷ ấy thì trong số 1 triệu, ví dụ nhá, một người nạp 1 triệu đấy, mà họ chơi lên 1 triệu nam thôi, họ rút về. Thì trong 999 người đó rút được về hết, còn 1 người không rút được về. Anh em tính xem cái nó lỗ hay cái nó lái anh em nhá. Không có gì mà trên đời này là miễn phí cả anh em nhá. Anh em lưu ý cái này cho mình. Đấy, cho nên là anh em không giúp được tiền là những lý do này anh em nhá. Mình phải nạt vào. Ví dụ mình sẽ lấy ví dụ cách này nhá. Cách này là để lừa game ấy. Ví dụ như hôm nay mà mình chia sẻ lên Facebook được 10.000 mà mình chơi lên 100.000. Đấy, ok. Đấy, thì mình muốn giúp được về. Mình muốn giúp được về thì mình phải nạp thêm vào. Ok. Mình phải nạp thêm vào chứ. Mình không nạp thêm vào thì cái nó chả nghĩ là mình cái nó chả nghĩ anh em không biết chơi à, hay là anh em mà chơi không hợp lệ à. Đấy, thì có nhiều khi nó sẽ như thế thôi anh em nhá. Anh em phải biết cách để chơi, phải biết cách lách luộc của game ấy. Có nghĩa là mình chơi cách nào mà để game nó không biết mình. Đấy, ok. Khi nào anh em bấm nút rút tiền thì game nó sẽ soi anh em là chắc thằng này nó chơi thật anh em nhá. Đấy, nó chơi đẹp, nó chơi thật. Đấy, thì game nó xem cái lịch sử anh em đặt cược xong thì game nó sẽ xem cái lịch sử mà anh nạp tiền nhá. Game xem cái lịch sử anh em nạp tiền xong đấy thì kiểu gì kiểu anh em nhá, kiểu gì kiểu game nào vẫn sẽ xem, game nào vẫn sẽ xem cái mục mà anh em chơi thắng hay không thắng, hay là anh em anh em nạp tiền như này như kia đã đủ điều kiện cái này cái kia chưa anh em nhé. Chứ không có cái gì mà anh em tại game về mà anh em không nạp tiền vào, anh em vào chơi tháng là anh em rút tiền cũng về anh em ạ. Nói trước là nói như thế cho anh em dễ hiểu nhé. Ngày xưa mình chơi con iWin hay con gì ấy nhỉ, mình cũng không nhớ rõ nữa. Đấy, thì mình chơi con đó thì ngày xưa mình chơi ấy thì mình nhớ là mình chơi, mình tải về mình cũng chưa có vốn hay kiểu gì ấy nhỉ, mình không nạp tiền vào, mình cứ chơi mình chơi cốt 10k ấy, mình chơi lên 60k mình cũng rút được về anh em nhá. Lần thứ hai mình lại không nạp anh em ạ, mình lại không nạp đấy, kiểu mình lại không nạp ấy anh em ạ. Mình lại không nạp thì chơi lúc thì sao, ô thua hết rồi anh em nhá. Đấy, mình thua hết thì mình cũng chẳng sao cả anh em ạ, mình thua thì chẳng cũng chẳng sao cả. Đấy thì mình cứ không nạp tiền vào, mình cứ điểm danh đấy thì mình mới nạp 20k để lừa game thôi. Đấy, cho nên là mình chỉ nạp đúng 20k thôi, mình chơi lần này đủ min giúp mình giúp, lần kia đủ min giúp mình giúp, lần này đủ min giúp mình giúp ấy, thì mình cứ chơi như thế. Thì mình chơi được một thời gian khá là lâu anh em nhá, khá là lâu đấy, thì game nó mới phát hiện ra mình nhá. Thì game nó gửi nó thông báo cho mình rằng mình chơi không hợp lệ, mình điểm danh quá là nhiều đấy, mình nhầm số tiền khuyến mại của game rất là nhiều đấy, nó đã vượt mức rồi, không phải là vượt qua là đã vượt mức rồi, cho nên là game sẽ không trả tiền, nó sẽ hút hết, có nghĩa là họ sẽ không trả tiền cho mình nữa. Đấy, thì lúc đó thì mình biết rằng mình chơi như nào cũng chơi được, nhưng mà mình ít nhất là 2-3 ngày mình phải nạp tiền một lần vào nhá, lâu nhất là 4 ngày 5 ngày nạp một lần vào, ít nhất trong game là phải nạp 30.000 đấy. Nhưng mà cách này là chỉ dành cho những người mà chơi trên trung giam trở lên thôi, chơi trung giam trở lên, ví dụ như mà biết chơi một tí ấy, ok nhá. Còn những người mà không biết chơi đấy thì mình cũng không khuyên đâu. Đấy, tại vì game là anh em đã biết rồi, game là mình chơi là nó rất là hút máu anh em nhá, nó rất là hút máu đấy anh em nhá. Thì đó là một câu chuyện chơi game thôi anh em nhá. Rồi, thì đây là những câu chuyện chơi game nhá. Ok, mình sẽ 7 phút rồi, ok. Đấy, thì mình sẽ dừng video tại đây thôi anh em nhá. Anh em nào mà chưa hiểu cầu quạt gì thì cứ xem những video mình làm. Mình sẽ cố gắng làm video để hướng dẫn cầu cho anh em nhá. Ok.